quên khóa cửa xe, người phụ nữ bị kẻ gian lấy hết tài sản trong ô tô. Một phụ nữ đỗ ô tô bên đường nhưng không khóa cửa đã bị kẻ gian lấy trộm tài sản trong xe. Công an xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Hải, sinh năm 2002, trú tại thôn 2, xã Sơn Long về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 8 tháng 1, bà Phạm Thị Minh Tâm, sinh năm 1953, trú tại thành phố Đà Nẵng, đỗ xe bên đường để ghé thăm gia đình người thân ở thôn 2, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn. Tuy nhiên khi dừng xe bên đường, bà Tâm lại quên khóa cửa nên bị kẻ gian lấy hơn 21 triệu đồng để trong túi sách. Sau khi phát hiện sự việc, bà Tâm đã trình báo đến cơ quan chức năng. Đến 11 giờ 50 phút cùng ngày, công an xác định Nguyễn Ngọc Hải là thủ phạm gây ra vụ án nên triệu tập làm việc. Khai nhận tại cơ quan điều tra, Hải cho biết khi thấy ô tô đậu bên đường, không khóa cửa nên đến mở lục tìm và lấy trộm 21,1 triệu đồng trong túi sách để ở ghế sau. Sau đó, Hải dùng số tiền này để mua điện thoại iPhone 11 Pro Max và trả nợ cho một số cá nhân. Được biết Hải từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện công an huyện Hương Sơn đã thu hồi tài sản trên đồng thời lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.